Nhân xin chào cả nhà mình nhé. Rồi bây giờ là Nhân đang đi vào khu đô thị Trần Anh Riverside. Rất là lâu rồi Nhân không có làm video ở khu này. Hôm nay đây có dịp chạy ngang đó. Đang bên phía chủ đầu tư công ty Trần Anh Group chuẩn bị bán tiếp tục dự án La Villa Grand City tại thị trấn tại thành phố Tân An của tỉnh Long An. Thì từ cái dự án Trần Anh Riverside của Bến Lức này mình chạy xuống nó khoảng 5 km nữa. Rồi bây giờ thì đầu tiên khi mà ở ngoài cổng mình chạy vào đây đó, thì cả nhà mình sẽ thấy là hai bên có hai nhà phố với diện tích là ngang 4 dài 14. Hồi trước thì công ty bán với giá nó khoảng 1 tỷ 2 tỷ 3, rồi đợt 2 nó khoảng 1 tỷ 4 tỷ 6 tỷ 7 gì đó, nó tùy cái diện tích nữa, dài ngắn nữa. Bữa nay hầu như là bên cái hạ tầng thì nó sắp xong hết rồi. Nó như cả nhà mình thấy điện thì điện âm. Còn phía trước nhà thì công ty làm cho mình cái vỉa hè luôn, được lót gạch rồi rất là đàng hoàng hết rồi. Còn nhà thì hoàn thiện mặt trước. Mặt trước thì hoàn thiện 100% luôn bên chủ đầu tư. Còn ở trong thì khách hàng mua nhà thô và tự hoàn thiện. Như cái nhà mình thấy hồi nãy mình mới vừa chạy qua đây thì mình thấy được có những cái nhà cũng đã khách hàng vừa hoàn thiện ở rồi, và có mấy căn thì mấy cái anh bên môi giới á thì làm văn phòng ở đây để mua bán lại những cái căn nhà phố hoặc là những căn biệt thự trong khu Trần Anh Riverside. Những cái hạng mục hạ tầng chẳng hạn như công viên đâu này kia là bên chủ đầu tư là cũng hoàn thiện hoàn thành hết rồi cho tất cả người khách hàng trong đây rồi. Những cái nhà mình thấy rất là đẹp đó. Khu Trần Anh Riverside này thì hồi lúc trước là tổng ở trong đây là nó rơi vào 500 căn nhà phố và đất nền với lại biệt thự luôn nha cả nhà. Tức là trong khu này mình bao gồm có 500 sản phẩm. Biệt thự thì với cái giá nó khoảng 2 tỷ 4 cho tới 2 tỷ 8 một căn. Còn những căn mặt tiền đường lớn và những căn góc thì nó rơi vào khoảng 3 tỷ 2, 3 tỷ 3 một căn. Rồi nếu như cả nhà mình thấy những cái căn mà công ty xây á, công ty xây cho khách hàng đó là khách hàng mua nhà công ty luôn. Còn những cái lô đất mà cả nhà mình thấy nó trống trống á thì đó chính là những cái lô đất khách hàng mua đất. Thì nhà phố mình chỉ tập trung ở khu ở ngoài cổng thôi, còn ở trong ở sau dự án thì tất cả đều là biệt thự hết. Thự thì mình có biệt thự sông lập với cái diện tích là ngang 8m dài 15m, một trệt hai lầu. Còn phía sau là trước mắt cả nhà mình là sông Vàm cỏ đồng. Thì sau này cái hạng mục mà nhà với lại biệt thự khi mà chủ đầu tư làm xong hết thì chủ đầu tư sẽ tiếp tục làm một cái công viên lớn có bến du thuyền ở phía sau này luôn cho tất cả cư dân ở trong khu Trần Anh Riverside và những cái cư dân ở ngoài có thể là vào trong đây để vui chơi giải trí. Ở ngoài mình nhìn thấy cái căn nhà nó rất là đơn sơ, nó nhỏ thôi, nhưng mà khi mà mình vào trong á thì mình được thấy cái sự rộng rãi của nó. Như phía ngoài mặt tiền hồi lúc trước là công ty bán rơi vào tầm 3 tỷ 1, 3 tỷ 2 một căn. Nó như cả nhà mình thấy phía trước là có một cái căn nhà mẫu bên phía công ty.
khoảng phía trục đường chính thì hầu như là bên chủ đầu tư đã làm xong hết cho tất cả khách hàng rồi, và có một số căn thì khách hàng cũng đã nhận rồi nha cả nhà. Bây giờ Nhân sẽ dẫn cả nhà mình vào một cái căn nhà mẫu của khu Trần Anh Riverside để mình cùng tham quan nha. Biệt thự Song Lập thì mình sẽ có hai căn là nó gộp một, và bên kia nó có khoảng một khoảng trống và tiếp tục là thêm hai căn nữa. Phía bên hông thì mình có một cái phần để xe hơi. Chọn cho quay em đây hả chú? Quay rồi. Ok vậy thôi. Dạ dạ. Bây giờ mình sẽ đi vào xem nhà thô. Cái nhà mẫu rất là đẹp nha cả nhà. Nhưng mà không biết lý do sao mà không cho quay. Như đây là mình phía sau mình có một dãy nữa. Đó, phía sau là mình có một cái phần sân. Phần sân 2m để mình để máy giặt để này kia đó, cà phê đồ này kia, nó có ánh nắng. Đây là một cái phòng ở dưới nè. Đây là phòng khách. Còn bên phía nhà mẫu thì ở cái phần dưới đây á, là công ty thiết kế một cái hộc thôi để mình đựng đồ, những cái đồ mà không có xài, không có dùng á. Và trên đây là lầu 1 nha cả nhà. Lầu 1 thì nó sẽ có hai phòng, một cái ban công phía trước. Nhà bị phá ra rồi. Ban công phía trước á. Đây thì có một cái nhà vệ sinh. Đó. Bên đây thì thêm một phòng ngủ nữa. Tức là mình sẽ có một phòng ngủ trước, một phòng ngủ sau, một phòng ngủ trước và một cái phần sinh hoạt chung. Rồi, bây giờ mình lên lầu 2. Lầu 2 thì ở trong đây mình cũng có thêm một phòng ngủ nè. À, phía trước là mình muốn làm này phòng sinh hoạt chung cũng được, hoặc là mình làm phòng thờ này kia, nói chung là làm cái gì cũng được hết. Phòng phía ngoài thì có một cái ban công rất là rộng. Như ban công này mình có thể đặt hai bàn ăn thoải mái luôn nha cả nhà. Ở đây nhìn view ra sông Vàm Cỏ Đông. Nó đây như là hai căn kẹp một, tức là biệt thự Song Lập, thì nó sẽ có một cái bức tường ngang nè, ngang cho cả nhà mình. Nó như mình thấy căn kia, rồi nó sẽ có một cái khoảng trống, một cái khoảng trống ở đây, rồi tiếp tục hai căn bên kia Song Lập tiếp tục. Nguyên một cái dãy nhà phố, nguyên một cái dãy nhà biệt thự nha cả nhà. Nhìn cái view rất là đẹp. Nó như ở đây là cái đường nhựa thì bên chủ đầu tư làm rồi. Còn trước mặt của mình là cái vỉa hè này nè. Vỉa hè này thì bên chủ đầu tư công ty cũng làm cho mình luôn. Lót gạch hết cho mình. Tại vì nếu như mà khách hàng mà tự làm thì có thể là màu này màu kia nhìn nó rất là xấu. Cho nên là công ty sẽ làm luôn cho mình và một cái màu đồng bộ. Ở đây mình có số nhà luôn nha cả nhà. Giờ rồi ở đây có một khách hàng mua về ở rồi nè. Thiết kế ồ đẹp quá. Nói như cái nhà mình thấy ở trong thì khách hàng người ta cũng đã lót gạch luôn rồi nè. Lót gạch bên đó luôn. Thật sự ra mình làm ví dụ như tùy theo sở thích thôi, mình muốn làm luôn hết luôn được, còn mình muốn chừa lại một phần để mình trồng cây trồng cỏ này kia nó cũng được, rất là ok. Còn số nhà nó có luôn nha cả nhà. Trần Anh Riverside, biệt thự C609. C6 tức là lốc C6, 09 là mã căn, mã nhà. Khu đô thị Trần Anh Riverside.
nó cây thì chủ đầu tư trồng cho mình luôn rồi nè. Cây thì mới trồng này thôi cho nên là nó còn nhỏ, nó chưa có cái tán rộng, cho nên khi mình xuống đây nó còn cảm giác hơi nắng nóng xíu. Nhà mình thì đẹp lắm cả nhà ơi, thiết kế đẹp lắm. Nè, còn hàng rào thì công ty cũng sẽ bàn giao, nói chung là công ty sẽ bàn giao mình như thế này nè. Từ cái mí này, từ cái mí hàng rào trở ra là công ty làm cho mình luôn. Còn cái phần sân này thì mình tự thiết kế. Nó như cái căn nhà này kia nãy thì người ta làm luôn cái lót gạch luôn. Còn mình muốn lót gạch mình lót, còn không thì mình làm sân cỏ này kia đó. Còn nếu có xe hơi thì mình làm để xe hơi. Còn bên đây thì mình để xe máy. Nói chung rất là thoải mái luôn. Nha, đây là mình có một cái hàng rào để ngăn ngay hai căn nè. Bên này mình để xe hơi thì xong, để thêm vài chiếc xe máy nữa vẫn còn rộng. Tại vì diện tích nó tới 8-15 lận. Bên đây là lốc C5. Nó còn ví dụ như căn thường thì mình vậy đó, còn căn góc thì nó sẽ có thêm một cái phần sân bên hông nữa. Nó cái phần góc này thì mình bên chủ đầu tư cũng xây là 85 luôn. Nhưng mà góc thì nó được một cái là nó thêm cái căn này là nó khoảng như ta, khoảng 2 mét bên hông nữa. 2 mét bên hông thì mình làm một cái vườn tiểu cảnh nhỏ thôi. Còn bên đây vẫn để xe hơi ok. Rồi, thì nhân thông tin xíu cho cả nhà mình thôi. Để mình chủ yếu là nhân cập nhật lại cái khu Trần Anh Website này để cho những khách hàng nào mà đã mua khu này rồi mà mình chưa có dịp mình xuống thăm nhà lại đó, thì có thể là xem video của nhân để mình biết được cái khu này hiện tại bây giờ nó ra sao nhé. Rồi bây giờ thì cuối video thì nhân cũng xin cảm ơn cả nhà mình đã dành thời gian xem video của nhân, và cả nhà mình hãy nhớ nhấn nút đăng ký để có thể là xem tiếp tục những video sau nữa. Thì nhân sẽ làm rất là nhiều khu dân cư, và khi mà nếu mà ai đã mua những cái dự án của tập đoàn Trần Anh làm chủ đầu tư đó thì càng lại phải bấm nút đăng ký, bởi vì nhân sẽ liên tục cập nhật những cái khu đó để cho cả nhà mình cùng xem, mình khỏi phải chạy lên chạy xuống rất là cực nha. Rồi, nhân xin chào và hẹn gặp lại tất cả quý khách hàng mình ở video sau.